Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp xã tỉnh Hưng Yên năm 2022. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập 6 chuyên đề là những vấn đề về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hệ thống chính trị cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, kỹ năng tổ chức vận động quần chúng tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển liêm chính, hành động. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Sau hơn 8 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh thành phố trong cả nước với 116.252 tác phẩm dự thi. Ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi đã trao 102 giải cá nhân, thể loại tạp chí có 52 giải, gồm 7 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải khuyến khích. Trong đó có 2 tác phẩm của tác giả nước ngoài, Trung Quốc, Mỹ đạt giải A. Thể loại báo có 50 giải, gồm 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích. Huyện Phú Cừ đã giải tỏa được gần 690 trên 900 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những xã chưa giải quyết triệt để những trường hợp vi phạm như xã Quang Hưng, Minh Tân. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Phù Cừ đã giải tỏa gần 370 trên 440 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đạt chỉ tiêu 85% đã đề ra. Chỉ trong riêng tháng 10, giải tỏa 16 hộ. Trong thời gian tới, các xã còn tồn đọng nhiều trường hợp vi phạm sẽ tích cực vận động tuyên truyền người dân tự tháo dỡ. Ủy ban nhân dân xã Minh Tân, Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng đã lập hồ sơ lên kế hoạch cưỡng chế các trường hợp vi phạm. Rác thải, chất thải xây dựng đổ tràn lan ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là thực trạng đã và đang diễn ra trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Trong đó có đường Vương Đình Cung nối từ đường tỉnh 196 đến đường DH33, phường Phan Đình Phùng trên địa bàn phường Nhân Hòa. Người dân nơi đây cho biết tình trạng này đã diễn ra từ lâu và hiện nay hàng ngày vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng đổ trộm, một số còn được đổ trộm xuống thẳng lòng mương. Tại khu tập kết phế liệu tại tổ dân phố Nhân Vinh, phường Dị Sử, hàng nghìn bao tải chứa các phế liệu, phế thải nhựa, mặt nhựa xay, đồ gốm vỡ vụn và vật liệu xây dựng. Các bao tải được chất cao hàng chục mét. Ngoài ra, còn nhiều điểm khác trên các trục đường tỉnh, đường huyện được người dân đổ vật liệu, phế thải như thế này. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án buôn bán hàng cấm, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 10.000 bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng bắt quả tang Lưu Thị Hiến, sinh năm 1966 ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, đang có hành vi bán 10 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Ticon Romantic cho Đỗ Văn Huấn, sinh năm 1983, là người cùng thôn. Quá trình kiểm tra, bà Hiến tự nguyện giao nộp 4.570 bao thuốc lá điếu các loại. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Huấn, thu giữ 4.510 bao thuốc lá điếu các loại. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Hôm nay, Quốc hội tiếp tục họp và thảo luận về luật khám bệnh, chữa bệnh và luật phòng chống rửa tiền. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung chủ yếu của dự án luật. Ngay sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Xã hội phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật và các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tham vấn để tiếp thu và chỉnh lý. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu tài liệu, tiến hành khảo sát và lấy ý kiến tại một số tỉnh, thành phố, tổ chức các hội nghị chuyên gia, hội nghị theo chuyên đề, làm việc với Bộ Y tế, các bộ ngành hữu quan, xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo luật sau khi tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của đại biểu Quốc hội có 12 chương và 120 điều, nhiều hơn 14 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, bỏ 1 điều và bổ sung 15 điều. Khoảng 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ được nhập về Việt Nam trong những ngày tới.
Dự kiến vaccine Moderna của trẻ em sẽ được nhập về 300.000 liều và tuần sau sẽ nhập về 1,2 triệu liều vaccine Pfizer. Sau đó sẽ có quyết định để phân bổ cho từng địa phương. Trước đó, khi nguồn vaccine phòng COVID-19 cho trẻ bị gián đoạn, Sở Y tế TP.HCM đã nhiều lần đề xuất với Bộ Y tế để được cung ứng đáp ứng nhu cầu tiêm chủng. Thời gian qua, thành phố chưa có nguồn hàng nào được cung cấp, vì thế thành phố vẫn đang trong tình trạng tạm thời gián đoạn vaccine phòng COVID-19. Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thông quan hàng hóa xăng dầu để kịp thời bổ sung nguồn hàng nhập khẩu cho thị trường trong nước. Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và xử lý vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, theo đề nghị của doanh nghiệp, đồng thời nắm sát tình hình thực tế, giải quyết các vướng mắc phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp. Trong thời gian qua, cơ quan hải quan không nhận được bất kỳ phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp đầu mối, phân phối, bán lẻ hoạt động thông suốt nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước, nhập khẩu để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trước những phức tạp về tình trạng gia tăng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng thời gian qua, Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức lừa đảo tiền qua mạng. Giả mạo các trang thông tin điện tử, cơ quan, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu cá nhân của người đăng nhập thông qua hoạt động của các sàn đầu tư chứng khoán quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối, quyền chọn nhị phân BO, giao dịch tiền ảo, dự án bất động sản, đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, nhận việc làm tại nhà, không mất thời gian di chuyển, bỏ tiền tạm ứng hoặc thanh toán trước. Thông qua hoạt động thương mại điện tử để giao bán hàng giả, hàng nhái, đặc biệt lợi dụng tình hình dịch COVID-19 đăng tin chào bán thiết bị y tế, dược phẩm phòng chống dịch hoặc giao bán vé máy bay, chiếm đoạt tiền của người tham gia giao dịch, cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng để lừa đảo. Thêm một bức tranh quý trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ vừa bị các nhà hoạt động vì môi trường tấn công. Lần này là bức họa của họa sĩ Claude Monet trong bảo tàng tại Đức. Trong trang phục màu cam và đen, hai thành viên của nhóm bảo vệ môi trường thế hệ cuối cùng đã đổ khoai tây nghiền lên bức tranh Les Merlets của danh họa Claude Monet treo trong bảo tàng ở Potsdam, Đức trước khi ngồi xuống tác phẩm và đặt một tay lên tường. Một trong hai người hô lên rằng bức tranh này sẽ chẳng có giá trị gì nếu chúng ta phải đánh nhau để tranh giành thức ăn. Hiện cả hai đang bị tạm giam, chờ điều tra thiệt hại tài sản và hành vi xâm phạm. Bảo tàng cho hay tranh nằm dưới lớp kính bảo vệ và không bị hư hỏng. Hành động tương tự từng xảy ra vào ngày 14 tháng 10 vừa qua. Hai người biểu tình bảo vệ môi trường đã đổ cả súp cà chua lên tác phẩm của họa sĩ Van Gogh trong phòng trưng bày quốc gia ở London. Phòng trưng bày cho hay khung tranh bị hư hại nhẹ nhưng bức tranh không bị ảnh hưởng. Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia của Anh NHS thông báo mục tiêu chấm dứt việc lây nhiễm và tử vong do HIV/AIDS vào năm 2030. Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh, NHS, đã ký một loạt thỏa thuận để đảm bảo các loại thuốc mới có sẵn trên khắp nước Anh nhằm chấm dứt sự chênh lệch giữa các khu vực. Mục đích của điều trị HIV là giữ cho số lượng virus trong máu, được gọi là tải lượng virus, ở mức thấp để không thể phát hiện hoặc lây truyền giữa người với người. NHS cho biết, các thỏa thuận sẽ giúp họ trở thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đầu tiên trên thế giới không có trường hợp nhiễm virus HIV mới vào năm 2030. Một ngôi làng đặc biệt ở bang Quebec, Canada, được tạo nên từ bí ngô đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách trước mùa lễ hội ma quỷ Halloween. Làng bí ngô Sichuleville nằm cách thành phố Montreal của tỉnh bang Quebec 65 km. Tất cả mô hình nhà cửa, mê cung trong làng đều được làm từ bí ngô, trong khi thảm cỏ xanh mướt cũng được tô điểm bằng những loại quả màu sắc rực rỡ. Vào mỗi ngày cuối tuần, nơi đây thu hút từ 2.000 đến 3.000 lượt du khách đến để tham quan, chụp ảnh. Và không chỉ tham quan chụp ảnh kỷ niệm, đến với ngôi làng này, bạn có thể chọn ngay ngoài ruộng một trái bí ngô ưng ý nhất, mang về để cắt tỉa, trang trí theo ý muốn. Tổ chức bảo vệ môi trường The Ocean Cleanup vừa bắt đầu triển khai dự án thu gom rác nổi trên tuyến đường thủy ô nhiễm nhất ở Los Angeles. Dự án Check Interceptor 007 được triển khai tại tuyến kênh Barona Creek, tuyến đường thủy ô nhiễm nhất của thành phố Los Angeles, để ngăn nhựa và các loại rác nổi khác tràn ra Thái Bình Dương. Phương tiện dọn rác thông minh này là một chiếc thuyền tối không người lái dài 22 mét chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó có một hệ thống băng tải tự động và một số xà lan có thể tháo rời, gồm 6 thùng thu gom với sức chứa lên tới 50 mét khối rác. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thời sự hi@gmail.com.
fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HDTV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.